Chào mừng các bạn đã quay trở lại với My Jason Channel. Bây giờ mình sẽ cùng vợ mình tiếp tục khám phá một khung shopping khác nha. Hôm qua đi bữa thì đi chợ, hôm nay được khu shopping. Cái chỗ này là thường thường là nơi mà tất cả các tàu chở khách du lịch, tàu cruise sẽ dừng ở đây và cho khách du lịch ở đây đi shopping. Thì mình phát hiện ra nó kế bên khách sạn mình đi thử. Thì bây giờ đã là 4 giờ mấy và mình thấy tất cả các tiệm, các bạn thấy không? Gọi là gắn xong sửa sắt hết. Mình nghĩ cái độ an toàn ở đây nó không được tốt lắm. Nếu mà so với Kingston thì Kingston nó sẽ tệ hơn, hút sách nhiều hơn nha các bạn. Cái mall này hôm qua thì mình thấy đông lắm, tại vì có tàu vô. Hôm nay thì mình thấy xanh nó vắng tanh như chùa Bà Đanh nha các bạn. Đây vợ mình đi trước. Ngoài kia là đường lớn. Mình đang đi lòn trong mo. Có gì? Nó có đầy đủ hết. Có laundroom, có tiệm bán fashion, rồi có restroom, có đầy đủ hết nha các bạn. Nói chung mình trải nghiệm thử cái mo thật sự ở bên Jamaica như thế nào. Nè, tiệm sách nha các bạn. Đây là tiệm giặt đồ. Bên kia là tiệm bông các bạn. Tiệm quần áo. Massage ở kia các bạn. Ok, thì sau một vòng đi lằng vằng thì mình thấy đằng trước nó có cái supermarket, không biết là của Mỹ, của người Jamaican hay là của người Tàu nha các bạn. Đây là một cái nhà hàng nhỏ nhỏ đó các bạn. Ok, tiến vào coi thử nha các bạn. Xin lỗi các bạn nha, ở trong chợ không cho mình quay phim cho nên không vào quay được. Thì đời sống của người dân nè, đánh cờ ở ngoài đường nè. Cờ này nó mình không biết cờ gì ta. Ồ, cờ nhảy á, mình nhớ rồi, cờ nhảy. Đường men á. Cái chỗ đó nãy mình đi lên, là mình đi ra chỗ đó đi lên đó. Ok, đây là đời sống thật sự của người dân Jamaica nha các bạn. Mình thấy nhiều người dân Jamaica đứng dọc đường nhiều lắm, mình không biết người ta làm nghề gì. Không có việc làm chắc. Và hay xin tiền nha các bạn. Mình xin thì mình cũng cho, nhưng mà nhiều khi mình sợ là tại vì xứ lạ quê người đó các bạn. Ở đây thì đôi lúc có vài người khách du lịch. Hôm nay thì mình không thấy người khách du lịch nào hết. Chỉ có thấy hai vợ chồng mình thôi. Ở đây là cái tên King Burger nữa, Burger King nữa các bạn. Iceland Plaza. Mấy cái plaza nó nhỏ nhỏ chút xíu vậy thôi các bạn. Anh thấy không, giống như cái nhà nhỏ xíu vậy thôi. Xe cộ của bên Jamaica nó dựng bên tay trái các bạn. Tưởng đâu vợ chồng mình là người Nhật Bổn nha các bạn. Ở đây là giống như chợ trời nhỏ nha các bạn. Bán đồ giống như outdoor đó. Mình cũng thấy có một hai người khách du lịch kìa các bạn.
Để coi cô này khiêng sao nha. Cái bán nước dừa ra này. Hello, take a breath, take a breath. Vậy nè. Wow, con cá bự quá. Dao. Yeah. Kiếm. Cái chè các bạn. Send me your iPhone. So you want to see me here, sir? Đây là nhà băng ở bên Jamaica nha các bạn. Ồ, cái plaza này cũng bự nè. Sonis Plaza. Bán bồ đà các bạn. Có tiệm đàng hoàng nha. Ok, let's go. Đi coi plaza này có gì nha các bạn. Thì so far thì mình thấy là bán đồ lưu niệm nhiều. Đây có những khách du lịch tới đây nè các bạn. Đây là bán đồng hồ các bạn. Diamond. À, tất cả các quà lưu niệm, tất cả các tiệm quà lưu niệm thì mình thấy giống nhau nha các bạn. Giá cũng cỡ như nhau. Mình chỉ có quay ở ngoài cho các bạn coi thôi, chắc không vào đâu. Giống nhau lắm. Squid Jamaica. Tiệm bán rượu các bạn. Liquor. Có tiệm Domino Pizza nữa các bạn. Và đây là đời sống của người dân vào buổi chiều thứ hai nha các bạn. Mình tiếp tục khám phá một hướng khác của khách, của cái resort của mình. Hy vọng là chợ này cho vào quay chút đỉnh nha các bạn. Hỏi coi chim trái. Ở đây thấy là mùa mắng cầu sim với bơ nha các bạn. Các em học sinh cũng dở về các bạn.
cho bữa nhỏ xíu này 850, khoảng 150 là một đô các bạn. Đậu. Wow, củ cải trắng 500 mấy luôn các bạn. Cứ 150 là một đô nha. Cái dĩ đậu bắp như này các bạn, 336 luôn. Khổ qua 230 luôn. Dễ sợ. Cái này gì, quýt hả? 2 đồng 3 trái nha các bạn. 150 là 1 đô, là khoảng 3 trái là 2 đô. Wow, đồ ăn ở đây mắc dễ sợ các bạn. Cái đu đủ này, một trái này là khoảng 1 đô nè các bạn. Đây là tất cả đồ thịt thà bán như vậy nè các bạn. Và giá trên kia kìa. Đây là tiệm rượu nha các bạn. Mình xin lỗi mình quay rất là vội, là tại vì mấy cái chợ này nó không có cho quay nha. Quay lén các bạn, để cho mình, cho các bạn thấy được đời sống ở đây nha. Bao nhiêu? 3 đồng mấy. 3 đồng mấy cái hộp trivial nhỏ nha các bạn. Mắc hả? Mắc, thấy nói food ở đây mắc lắm. Xíu. Đây là khoảng 3 đô nè các bạn. 450. Cái bịch nhỏ xíu vậy thôi, 280 là có nghĩa là 1 đô rưỡi. 500 mấy cái hũ này peanut, 590 gần 600 là khoảng 4 đô. Dễ sợ không các bạn? Food ở đây mắc lắm các bạn ơi, mắc khủng luôn á. Sau khi dạo một vòng ở mép bên tay phải của cái resort hotel mình thì mình thấy toàn là những cái chợ lớn bán hàng giống như nãy mình cho các bạn sơ coi á, thì rất là đắt, không có rẻ nha các bạn. Cho nên mình thấy food ở đây rất là mắc. Cho nên hàng chi ở trong khách sạn mình á, thì mình thấy đồ ăn nó không có được phong phú giống như bên Cancun. Cho dù là khách sạn 5 sao thì mình cứ nghĩ là có thể là đồ ăn nó phải nhập vào ở đây nuôi animal, hoặc là ở đây nó chủ yếu là nó trồng dịp Hà Lan nhiều hơn. Mình phải đi dưới mặt kia. Ừ. Nhìn rất là thân thương giống như Việt Nam hồi xưa, nhưng mà chỉ có khác màu da các bạn. Hồi xưa thì mình nhớ ở chợ đều căng như vậy á. Hôm bữa mình về Việt Nam thì nó không có giống vậy nữa. Nó thay đổi nhiều. Người Việt Nam mình tiến bộ, tăng tiến đường xá. Nói chung so với Việt Nam thì Jamaica đất nước nghèo hơn nhiều các bạn ơi. Nghèo, đồ ăn đắt đỏ. Nó là một cái đảo cạnh đất nước Cuba, cho nên đồ ăn rất là đắt. Mình nghĩ là tất cả đồ ăn đã đều nhập vào hết. Thôi được rồi, đi về. Wow, dây điện các bạn thòng dưới đây nè, nguy hiểm quá. Sát mình luôn nè các bạn, mình giơ tay đụng được. Người Jamaica đời sống còn khó khăn lắm các bạn ơi. So với Việt Nam mình thì Việt Nam mình tiến bộ rất nhiều. Người ta có thể ngồi ăn dưới đường như vậy nè các bạn. Đi thẳng tới này. Đó, sau rồi ta. Wow, không biết cái này là plaza gì, là dù mất tiêu rồi. Sonnet Plaza.
nãy mình đánh một cái dòng bự rồi đó các bạn.